hình ảnh mà cô chú chị khán giả đang xem đây trên dòng kênh Nguyễn Văn Tiếp. Dạ em xin chào, mến chúc toàn thể cô chú anh chị em và các bạn quý vị khán giả đang xem trên truyền hình nhiều tập Nét Đẹp Miền Tây. Hiện tại em đang có mặt tại dòng kênh Nguyễn Văn Tiếp ở tại khu vực của bến cá ở Trường Xuân nè, thuộc khu vực của Trường Xuân, Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Hôm nay em đến đây để chia sẻ những hình ảnh về mùa nước nổi, một bến cá ở tại Trường Xuân đang đón những cái cô chú đánh bắt cá ở phương xa, ở trên những cánh đồng mùa nước nổi và mang về đây. Có rất nhiều các phương tiện ghe thuyền người ta di chuyển trên dòng kênh Nguyễn Văn Tiếp này. Và không biết là mùa nước nổi năm nay tại bến cá Trường Xuân thì bà con mình mua bán trao đổi hàng hóa đánh bắt cá đặc sản cá đồng tại đây nhiều hay không, cũng như là có những đặc sản cá gì, thì mời cô chú diễn giả cùng xem tiếp cảnh mưu sinh của bà con mình tại bến cá này ha, hay trao đổi đánh bắt cá giao tại bến tại khu vực này. Năm nay bán cá đỡ không chú? Dạ. Vậy là sáng giờ là chú giao cho bến đây xong rồi ha, dành đi về ha. Dạ, giờ chú đánh bắt cá ở đâu gần đây không? Dạ, trong Kinh Châu hả chú? Vĩnh Châu. Vĩnh Châu. Dạ. Ở đây về nhà xa không chú? Đây chậm 7 cây số. 7 cây số. Rồi bây giờ là chú này cũng như là mới vừa ở trong trong Vĩnh Châu á, đánh bắt cá trong đó trọng á, rồi sau đó là chạy bơi thuyền bằng những chạy bằng những chiếc vỏ lãi nè. Em những chiếc vỏ lãi này trên dòng kênh Nguyễn Văn Tiếp mà đem ra ngoài bến cá ngoài Trường Xuân ở đây để bán cho giữa cá ngoài đây nha cả nhà. Mùa nước nổi cho nên nước nó đục hết trơn nè, mà cũng như là nước nó cũng cao, rất là cao nè. Đợt này là đợt nước của tháng 9 âm lịch. Con nước của tháng 9 âm lịch. Cho cả nhà mình cùng xem tại bến cá tại kênh Nguyễn Văn Tiếp ở khuôn viên của Trường Xuân này nha. Bên dưới đây thì cá cũng đang gọng nè cả nhà có thể thấy là cá gọng nè. Bây giờ trước tiên thì cho cả nhà mình xem chú đang di chuyển về nhà nha, sau khi bán được cái mẻ cá của mình tại bến cá Trường Xuân nè. Bây giờ chú rất là thân thiện chào mình nữa này. Đây cũng có một ghe, cũng có một chiếc thuyền đánh cá chuẩn bị neo đậu vào nè. Thì trong cái chia sẻ của em thì em thấy gì, em ghi hình chia sẻ những hoạt động cô chú mình mưu sinh tại đây. Có thể là trong những cái chia sẻ em thì nó không có hay, không có tròn chỉnh, nhưng mà mong cô chú thông cảm cho em nha. Chia sẻ những hình ảnh về bà con mình mưu sinh mùa nước nổi nè. Cái này neo bên bển, chắc là cá lên bển á. Không biết là bên bển cá nhiều hay không thì mời cô chú diễn giả cùng theo em đi tham quan bên kia xem coi bà con mình như thế nào nha. Thì cá bà con mình đánh bắt ở trong đồng, trong những cánh đồng mùa nước nổi đem vô này cả nhà, chuẩn bị đem cá lên nè. Thấy là trên thuyền của cô chú này thấy là con nít đi theo nữa nè, chắc lẽ là cô chú rồi đem theo nhỏ theo nữa, con bỏ ở nhà nó thì mình thì không được, mang theo đi theo luôn. Cái thuyền cũng lớn rồi nha, tập tành là kia là nó ha. Wow, thấy là mấy mẻ cá luôn ha. Quá trời hết tiếng cá. Nhưng mà những cô chú ở miền sông nước đi trên những chiếc thuyền rất là hay luôn ha. Thì cô khuy những cái nhà. Quá trời ngon ha. Đây thì được một mẻ cô khuy đem lên nè nha cả nhà. Thấy anh ảnh đang lần lựa ra nè, con lội ra nè. Tép sống này mình nhảy không, mình dòng không dòng tép sống không? Ồ đây tép sống luôn. Bỏ mày ăn đi. Ồ.
chết sống. Ủa, nó chạy không? Quá ngon luôn, tép này chiên bánh xèo là hết biết luôn. Tép này mình làm gì bắt có được hả cô? Đập vớn ha. Ký gửi tép. Ký gửi tép chị ơi. Mình thấy là trước mắt là có tép nè, với là ngư phi ha. Tép phi kìa, dạng kìa dạng. 5 kg 7. Trong đó có cái chạch thế nè. Cái chạch với cá bóng. Cái chạch 1 kg. Còn mấy luôn không? Cái chạch với cá bóng thì nghe cái chừng mà lỗ kìa. Có cá bóng nữa nè anh chị. Em thấy cũng bự bự. Cái này sao? Ngon ha. Mấy mẻ luôn. Thấy có cua bên dưới nè, mà cả nhà cùng đón xem cái mẻ cá trên chiếc thuyền này của cô chú nha. Đem lên có những cá đồng, có đồng gì nha, như nãy giờ cô chú cũng thấy rồi đó, có cá rô phi rồi cá chạch đó, rồi tép gông hay còn gọi là tép mũi á. Wow, mấy con này mình lấy hơi trễ hả cô? Hả? Mấy con này mình lấy hơi trễ ha. Ừ. Quá trời luôn. Cô là để cá cho nó còn tươi nè. Nó tươi. À cháu ngoại. Cháu ngoại của cô ha. Cháu ngoại. Dạ. Trễ thì đi hết tóc. Dạ. Ở trong cổng mình phải ra ngoài đây mình hết tóc hả cô? Ừ. Dạ, trong cổng lòng sâu có không có chỗ hết ha. Ừ, tóc. Dạ, à, cháu ngoại của cô nha cả nhà. Này em thấy ký đây thấy cũng nhiều nha, nặng nha. Cá chạch tự nhiên mua nè. Mua em lấy 120. Hai tôi biết chưa, đã mua không? 120. Hiếm ha. Này là hiếm. Nhưng mình đang ở bến cá cho nên là ghe thuyền nó chạy qua rất nhiều cho nên hơi ồn xíu nha cả nhà. Đủ loại luôn. Cá sửng, cá gô luôn. Cá gì nào mua nhiêu? Cá bắt cá gô lại ha. Đi qua luôn. Chị bắt cá gô lại hả? Đi qua đồ đồng ngon lắm. Quá lương rồi lộn xộn. Mấy con cá gô bước qua bước lại đi. Rồi. Chị đây mua mấy vậy? Hay là vừa cá đồng kim vàng. Ở đây là vừa kim vàng. Bên bãi mình thấy có ếch nữa nè. Ôi ôi cua đồng, quá trời cua đồng luôn. Ếch biết cua đồng luôn. Cái nhà xem cua đồng này nha. Có gắn luôn. Gắn trung phải không cậu? Được con gắn trung. Tép được mấy ký hả? Cảm ơn. Thấy cô cầm gắn ngon lành luôn trời. À. Một mẻ của cô trên nước thuyền mình thấy là cỡ hai được 24 kg nè. Kỳ này là cua nhiều ít hay cô mình được 24 kg à? Bữa nào cũng vậy. À, rồi bữa nào cũng cỡ 2 mấy ký nha cả nhà. Dạ, cá lên chờ lá chừng ký mấy được không dạ? Dạ.
Rồi cứ còn cá gì nữa không? Cứ còn đậu đồng gì nữa không? Còn cá linh nữa ha. À, cá linh, còn cá linh nữa nha cả nhà. Trên thuyền của cô còn cá linh nữa. Này tép, tép rồng. Cá linh được chưa? Chưa thôi thôi. Bắt đầu là các anh làm ở đây nè, người ta mới trút cua ra nè, trút cua ra bỏ vô gọng, đang trút cua ra bỏ gọng để trong một cái phòng phi nè. Trời cua luôn, hai mấy ký lô này. Cua này đâm ra trời ơi, làm 40 cua hết rồi, hết bài luôn. Dạ. Cua non non không hết chú. Dạ. Mới đầu mùa cua non này ăn ngon nè. Dạ, chưa già cua còn non này. Ăn cũng ngon này. Này cá gô bí nha cả nhà. Nay đi theo ngoại hết tóc hả con? Cá gô bí. Thằng bé nay đi theo ngoại nha, theo ngoại trên chiếc thuyền của ngoại. Này. Cá gô trời bự bự xíu nè. Cá này kho tiêu ha, kho khô rồi kia nè. Bên đây ớt. Bên đây ớt nè. Điền mấy gốc đá cái nè. Bắt đầu chú vô bịch nha cả nhà. Muối đá. Dạ. Mình giữ cho nó tươi hen chú. Đúng rồi, dạ. Cái này mình đem đi giao ở đâu hay là sao hả chú? Giao không có thì chiều mình mang đi Sài Gòn. À chiều mình mang đi Sài Gòn. Dạ. Thì đây chính là nguồn gốc những con tép, những con cá ở miệt Trường Sơn mình đem đến tận Sài Gòn nha cả nhà. Cho người dân bà con mình đem đến Sài Gòn. Vô đỡ đi. Chỗ này thấy nhiều các anh em hay mua về cho gà ăn nè. Gà đá. Dạ, với lại có một số anh em mua về nuôi nữa. Lưng con. Dạ, mua nuôi lại. Chuẩn bị cô chú bắt đầu đem cá linh lên nha cả nhà. Cả 5-6 ký. Xích vô con, xích vô con để ngoại đem cá lên á. Chứ ngoại chưa có về đâu. Ngoài kia mình thấy là còn có những anh em đem cá vô đó nè, đi vỗ lãi đem cá vô đó. Mình cặp bến nè. Oh,
hết biết mấy cái lên. Rồi 6 kg. 6 kg lô. Đè xuống chút xuống dưới liền. Để cho cá nó đừng bị chết những cái nhà. Con là tranh thủ là trút xuống dưới gặm liền. Bên bển thì cũng có một chiếc vỏ lãi của anh bển, cũng có một chú bên bển cũng mang cá đồng vô bến nè. Cả nhà mình có thể nhìn thấy được các chiếc vỏ lãi, các thuyền ghe của các bà con mình đánh bắt cá ở trong đồng á, đem ra ngoài bến ngoài đây. Tôi có một con ra ngoài. Đi bộ dạ. Dạ, không. Mình vẫn cá cũng nên chuẩn bị lên nữa nè. Dạ. Dạ. Ủa bây giờ mình đi hả chú? À neo đậu bên bển. À. Thì cô chú mình khi vừa bán cá xong cho bơi cho dựa xong ở đâu cũng đi lên chợ cũng mua một số đồ đẹp á, công việc. Chiều hay trưa gì mới về. Bên kia thì cũng đang chuẩn bị bắt những con cá lên từ bà con mình đánh bắt ở trong đồng đem ra đây nè. Xa cả nhà mình phải nghe được những tiếng máy của những chiếc máy chạy vỏ lãi thuyền nè. Bà con mình đi đánh bắt ở trong đồng đem ra đây á, bán ngoài dựa đây nè. Cả nhà mình có thể thấy đang lựa phân loại cá đó nè, cá chốt nè. Trời ơi trời. Đang phân loại cá chớp sau khi mà các cô chú anh chị em mình ở trong đồng đánh bắt cá đem ra đây. Okay.
nổi lửa ra nhìn cả nhà. Các thiết bị đánh cá của các bà con mình nè. Lại thêm những chiếc ghe thuyền của bà con mình sau khi mà bán cá cho các cái vựa cá nè, rồi giờ đem đi về đồng. Anh chơi mà mới xíu mình đánh bắt cá ở đâu, mình xã nào mình đem đi đây vậy? Lúc Hòa Bình. Hòa Bình hả? Hòa Bình là của huyện nào, tỉnh nào hả? Tam Nông. Tam Nông à, cũng vẫn có Tam Nông ở huyện ở xã Hòa Bình vậy hả? Dạ, rồi mình đánh bắt cá. Ngày nào mình cũng đem cá ở bến về việc cá bến cá Trường Sương này ha. À. Năm nay cá bán đỡ không anh? Thu hoạch nhiều không? Ít hơn năm rồi đó hả? Dạ. Do nước hay là do sao anh? Dạ giết được hết cá. Tốt cá hết. Cá dưới cá không còn nhiều ha. Bắt tự nhiên thì còn được cái gãi thú chết hết. Như thường thi đó là anh đánh bắt cá là mình đánh bắn cá bằng cái gì hả? Đặt đú dây. Đặt đú ha. Là chủ yếu là mình đặt đú không hả anh? Dạ. Rồi chúc anh đánh bắt cá được thuận lợi hơn nha. Nhiều cá hơn. Sau khi mà bán cá giao cá cho cắt dựa xong rồi vẫn là về nha cả nhà. Dạ. Chú chào rất là thân thiện luôn. Giờ chú đi về sau khi giao cá xong, bán cá xong. Cuộc sống miền sông nước của bà con mình nè. Tuy là năm nay thì qua chia sẻ của một số anh chị đánh bắt cá thì nói thì cá không còn nhiều như năm trước mỗi năm nữa, nhưng mà đây là cái nghề truyền thống rồi, bà con mình vẫn cố gắng đánh bắt cá và hy vọng mùa năm sau có thể có cá nhiều hơn, xây xả cuộc sống. Nhưng mà càng ngày thì cái nguồn cá càng ngày càng kiệt quệ, nó không còn như trước nữa rồi, cá càng ngày còn hiếm ít hơn xưa. Cho cả nhà mình xem hình ảnh những chiếc ghe, những chiếc thuyền, những chiếc vỏ lãi nè, chạy đang di chuyển trên dòng kênh Nguyễn Văn Tiếp nè. Phía bên kia thì cả nhà mình có thể nhìn thấy bà con mình đang ở bên cái bến bên kia. Giờ mình về á chú, hay là đem cá lên chú? Dạ. Ở xa xa cả nhà mình thấy trên dòng kênh Nguyễn Văn Tiếp nè, thấy được xa xa chính là cầu cầu kênh Tư Trường Xuân.
xa chính là cầu kênh Tư, của cầu kênh Tư Trường Xuân nha các nhà, trên đường tỉnh DT844. Bên mảnh cũng có một chiếc ghe lớn đang vận chuyển hàng hóa lên nè. Đây là hình ảnh của các bà con mình sau khi mà đánh bắt cá về, giao cá cho vựa và bây giờ mình về nha. Còn đây là hình ảnh của một chiếc ghe bán tạp hóa trên ghe nè, đủ rồi mặt hàng trên ghe luôn. Trên một chiếc ghe nhỏ nhỏ có đủ các loại mặt hàng này. Đây chính là dòng kênh Nguyễn Văn Tiếp, ở khu vực này, khu vực của Trường Xuân, Tháp 10, Đồng Tháp nha các nhà. Và trên dòng kênh này nè, đổ dài ra ngoài kia là mình tới một cái ngã tư của con kênh, giao với kênh Phước Xuyên, rồi giao với kênh Dương Văn Dương nữa nha các nhà. Hướng này nè, tới ngã tư luôn á. Và hướng về phía trước thì kênh Nguyễn Văn Tiếp này sẽ ra ngoài ngã tư, ngã tư kênh ngoài kia là giao với cái tỉnh của tỉnh Long An nha các nhà. Ngã tư kia giao với tỉnh Long An. Phía bờ kia giao với tỉnh Long An thuộc khu vực của Tân Hưng Long An nha các nhà. Có thể nói ở phía trước, ngã tư phía trước là nơi di chuyển của rất nhiều các phương tiện, đặc biệt là bên đường thủy, vì nó vận chuyển hàng hóa trên đường thủy từ bên tỉnh Long An qua Đồng Tháp và các tỉnh lân cận bằng đường kênh Nguyễn Văn Tiếp và một số kênh nối ở phía trước. Và ngày xưa tại những khu vực này nè, thì có thể nói là đường thủy là cái tuyến đường quan trọng và huyết mạch. Sau này thì hiện tại trong Trường Xuân này cũng có những con đường đi bằng đường bộ, như là một số tuyến đường chẳng hạn như là đường DT837 rồi DT844 và DT845 là những con đường để đường bộ sau này. Trước đó thì người ta đi di chuyển chủ yếu bằng đi bằng đường kênh như thế này nè. Bên trên thì cả nhà mình có thể nhìn thấy một cái cầu để giúp bà con mình từ khu vực của bên Trường Xuân nha cả nhà. Trường Xuân di chuyển trên đường Võ Văn Kiệt để giúp di chuyển qua bên kia là khu vực của ấp 4, tháp 10, Đồng Tháp. Còn bên khu vực cái bờ mà em đang đứng nè là bến cá bên Trường Xuân. Thì cái bến cá này nó cũng rất gần với chợ Trường Xuân nha. Thì chỉ vài trăm mét thôi. Thì hôm hy vọng là cái video này gửi gắm đến bà con gần xa thấy được những hoạt động đánh bắt cá ở miền Tây vào mùa nước nổi. Bên dưới đây là những con cá đang được gặm nè, sau khi mà bà con mình đánh bắt ở trong đồng đem bán cho vựa mới gặm cá. Bên dưới những cái đồ gặm như thế này nè, cả nhà xem ha, cá linh cả nhà thấy không, cá linh gặm bên dưới á, rất nhiều luôn á. Bên trên là bà con mình đang bán cá nha. Thấy cô chú. Dạ.
sau khi mà bán được những con cá trong đồng xong rồi giao cho dựa, bây giờ thì cô chú cũng đang trên đường về nha cả nhà. Còn ngoài kia có chiếc vỏ lãi lớn thì nó chạy tốc độ luôn á, máy dầu lớn. Sóng đánh kinh khủng luôn ha, sóng nữa trời đánh luôn qua chú luôn giờ chú đi về, cô chú đi về. Dù rằng là cá không còn nhiều như mỗi năm nữa nhưng mà thấy là bà con vẫn vui vẻ, thì công việc này nó trở thành cuộc sống còn mùa nước nổi của bà con ở miền Tây, tuy rằng là cá không còn nhiều như xưa nữa. Rồi thì em vừa gửi đến cho cô chú anh chị em quý vị khán giả mình gần xa thấy được không gian cảnh của một cái bến cá ở Trường Xuân ở Đồng Tháp. Hy vọng là thước video của em sẽ gửi đến cả nhà gần xa mình thấy được mùa nước nổi 2023 tại miền Tây, bà con mình thu hoạch và buôn bán cá đồng và những cái đặc sản cá đồng ở miền Tây mình ra sao như thế nào qua thước video của em. Cũng như là lời cuối video thì cảm ơn các chủ dựa đã cho em quay phim và cũng như là chúc cho các cô bác bà con mình đánh bắt cá thuận lợi hơn, như là đánh bắt được nhiều cá đồng hơn. Rồi cô chú anh chị em xem video nhớ bấm like trên video và đăng ký kênh ủng hộ em nha. Hẹn gặp lại quý diễn giả gần xa ở những video khác của em nhé.